thứ 10. 1 3 2 1 bắt đầu. Chúng tôi nhận thấy ở lượt thi đấu thứ tư này, các bạn di chuyển rất nhanh. Làm lại, lưu ý đội nào thành viên nào để rớt giữa chừng thì thành viên đó sẽ phải xuất phát lại tại vòng xuất phát. 2, 1, 2.